ngọn đuốc từ bi chỉ thiền, tìm con lành dắt lại Phật đường. Thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lanh dự. Sách thành đạo ghi trong tam từ, người mới sanh tánh thiện trời dành. Bởi lớn lên tập nhiễm lời danh, nên tật xấu che mờ thiện tánh. Thiếu giáo dục thiếu thêm đức hành, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Mặc tình đời dèm xiêm ghét ưa, rừng kinh kể ít người hay chữ. Qua mắt mỏ bởi chân phản ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tụng ô lan, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Dòm trước mắt thấy điều hầu mi, nên đồng tình bác ấy dạy răng. Rêu những ai lợi dụng làm sẵn, cho suy sụp chân nhân mờ mịt. Nào cô khắc mây đen phủ bích, rồi dắt nhau đến chỗ dài ngay. Lấy tinh thần hiệp viên ngục mây, trong bổn đạo tự thân phải xử. Xuống dương thấy giàu trong lê thử, thấy ba gia gặp lúc náo nùng. Cánh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tịnh ít người hiểu lý. Trong ba tánh muôn nơi cao quý, phải truy tầm quyền bí nơi cơ. Từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trọng yêu. Tạo làm chỉ những trung giới hiểu, ấy là người bổn phận phải trao. Khuyên dương trần đừng nể cần lao, cũng ráng sửa ráng trao nền đau. Tu đầu tóc không cần phải cầu, miễn cho rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười, vì buồn bực thấy đời biến chuyện. Các chư Phật từ đây lửa tuyền, coi ai là đức hạnh hiền từ. Lời sách xưa cần thủy tri ngư, cần sơn lãnh trần gian tri điều. Trong sấm vàng nếu ai không hiểu, tâm kể này ta chỉ nếu đường. Quyết giải trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Trời giông gió say mùa say tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Khuyên dương gian bỏ các việc tội, đặng lo liệu cho tròn phận sự.
thấy trần thế hay còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hỡi chẳng chờ. Việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng với thôi một hai nước tương. Nào ai có gạt dân nói bướng, mà dương trần liễu lượng chánh tà. Ta mến yêu những kẻ thiết tha, nghe cơ giảng thiết tha lỗ liều. Học đạo lý như đờn trung điều, hòa bản rồi thì cứ làm theo. Lũ tam bành trong bụng còn đeo, đoàn lục tặc ta mau sớm giết. Mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Đức Di Đà Phật tổ ngóng trông, chờ dân chúng tìm nơi giết khổ. Theo Phật giáo từ kim chỉ cổ, gốc ông cha ta cũng tu hành. Mà ngày nay cứ mãi tranh giành, danh với lợi của tiền quyền tước. Thấy trần thế ai ai cũng ước, đời sau không tới phức cho rồi. Nay khổ lao khó đứng khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngớ ngần. Làm ác đức nhiều điều quanh quần, như gà cồ ăn bẩn cối say. Thấy người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thân ai lao khổ. Nhớ thuở trước quay linh Phật tổ, phép thần thông trừ lũ ma dương. Chốn rừng tâm ngồi chiếu nắng sương, tìm đạo lý hiện cho trần thế. Hiểu lão sĩ ra đời thật tế, đem lời vàng giải dỗ dương trần. Khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần, tìm nguồn cõi diệt trừ tứ khổ. Bình với tử từ kim chỉ cổ, sanh với già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lâu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đau. Lo tu tịnh mặc ai khinh ngào, diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Chữ sắc thinh chớ có hậu gần, hương với vị sát trần nên lanh. Chữ xúc pháp treo gương hiền thanh, tranh sáu đường cũng đắng dễ thần. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần, mà lê thư không lo chẳng liều. Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh. Mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đồ thơm tho nó ưa nó chiều, chốn xa hương hay lết lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến.
thân tham sướng muốn tiền của đến đặng ăn xài cho phỉ tâm tình. Ý thì ưa sửa sắc cây xoay hình với chức phận cho cao cho quý. Sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tịnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác. Dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đó đài. Cả tiếng kêu những kẻ trí tài, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Tiên sử kỷ hậu lai sử bị, bắt lỗi người phải xét lỗi mình. Vậy mới là phải bực công bình, nẻo chánh trực chi người quân tử. Người biết đạo phải gìn ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai lời. Trong mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghinh ngang mang lồi. Tánh ngay thẳng ta không dời đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Ta khùng điên nói đại nói càng, chẳng có sợ ai rầy ai măng. Trời có lúc tối mưa sớm nắng, thì trần gian còn mãi khổ lao. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì gian ác. Không quen biết mà cao tuổi tác, ta cũng nên kính trọng mới làm. Tâm từ bi sanh thể ngọc ngà, trong các cái báo khó bị tánh thiền. Phải xử thế chứ nên bài biện, miệng xảo ngôn thường kiện tâm thân. Việc bán buôn phải giữ ngang cân, chớ tập tánh lẫn lường trao đâu. Các công cuộc của người tánh xấu, ta giữ gìn chớ có nhiễm vào. Tâm bần tăng chẳng mến sắc màu, mến những kẻ biết vào đường chanh. Ta dạy thế mượn lời Phật Thánh, nên truyền ban cho chúng sanh tường. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Khuyên bổn đạo lập thân nuôi chi, đặng chờ ngài yết kiến Phật trời. Quả yêu dân cản tỏ nhiều lời, cho trần há tìm trong lánh đục. Chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành. Ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Rạng kim chỗ tầm tiên lãnh tục, người ở đời phải được lòng trong. Biển hồng trần sớm gọi cho sông, ngày lập hồi mới mong trở lại. Chữ bần tiện khuyên dân đừng nài, miễn cho ta trở lại ngay đàn.
chữ vinh hoa giờ chớ có màng, bởi giá tạm của đời quân hà. Gần công tu xem nhiều phép lạ, của thần tiên trừ lũ hung đồ. Nào lúa là lành nhiều tố sâu, chớ ham mến mà sao lao ly. Ngày tiêu diệt từ năm binh tỷ, đến năm nay hao hất đã nhiều. Các ngoại bang đà nhuộm máu điều, sao trần thế không toán chẳng liều. Để đến việc gian lưng mà chịu, chớ Phật đâu cứu kịp cho người. Khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười, phải sốt sẵn làm ăn cần thiết. Nghèo với đói từ đây sẽ biết, hàng ngoại ban bố thiết ta hoài. Nên bà gia hãy ráng miệt mài, dầu rách rưới cũng mau cần kiềm. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ uẩn trong mình. Chữ tham trong y muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chữ gây gỗ là sân hãy diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, mày nên tịnh trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tương mới là thiệt tương. Người tu hành phải trừ nghiệp chướng, với bốn ma mới đặng an nhàn. Tu nhiễm vào thân thể bất an, sắc mệnh nó ngày kia lao khổ. Ta nghiệm xét từ đời bàn cổ, có ai dùng mà đắng thành tiên. Mà đời nay theo nó liên miên, chữ tài của khổ riêng một kiếp. Bị tội cướp nào ai có tiếp, mà đời nay nó cứ mãi làm. Chữ khí hùng khuyên chứ có ham, mà lao lý tâm thân trần thế. Kẻ nhất giả thường sanh ba kỳ, để gạt người làm thế cho mình. Ngày sau này lắm nỗi tội tình, sao sanh chúng chẳng lo cải sửa. Bệnh ôn dịch thường hay ói mưa, mà dương trần chẳng chịu kiên dè. Qua năm về đến lúc mùa hè, trong ba tánh biết ai hữu chi. Ta chịu lĩnh Tây Phương Thọ Ký, dình nghiệt lòng đặng cứu dương trần. Nên ra đời giải dỗ ân cần, khuyên ba tánh dạng dân liệu lây. Khổ với thảm ngày nay có mây, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà gián còn thiện chỉ tồn. Cảnh sông mau núi xương tha thiết, trần với thế bây giờ nào biết. Chừng nhìn xem hứa thiệt mới tường,
Ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xả hương khắp chốn. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn. Lo ăn xài trà rượu xình xoan, chừng khổ não phàn nàn căng số. Lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tâm thì đặng hướng nhờ. Ta khuyên tu dân cứ mấy ngờ, sợ gạt chung kim xu kim cắt, bị ngoại quốc bán hàng quá gắt, nên dân ta chịu chữ cơ hàng. Ta khùng điên cuộc cải chẳng màng, miệng lê thứ được câu hạnh phúc. Cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Chừng lão sao ác thú non tần, thì Nam quốc lương dân mới biết. Nay giải thế cậy cùng ngồi viết, với xác trần du thuyết ít hàng. Ai nói chi ta cũng chẳng màng, sao biết đặng dân đừng có tiếc. Con phụ du hấn hở nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô. Thảm thương thay chết heo chết khô, nhìn đèn nó thấy màu phù du. Kể khuyên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lời như con vật ấy. Giống xe các biển đông thường thấy, tên giả tràn rất uổng công trình. Khi nước rồng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan rà. Trần phú quý thì trần thông thà, chớ còn ta cứ khổ lâu hoài. Viết kể cơ giảng giải ít bài, mặc lễ thứ làm không tự ý. Coi rồi phải nhận cho hiểu lý, câu quyền sâu của kẻ khủng này. Bởi chữ khùng của Phật của Thầy, chớ chẳng phải của người lãng tri. Mê vì tỉnh nhận ra là ly, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài. Thức dậy mà tầm đáo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Sách khuyến thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Ta nghĩ suy cùng bắt hổ thầm, nên than thở cùng trần ít tiên. Tâm sang suốt như đài nguyệt kiến, tành tông như nước bích mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cùng ân, đừng có trách sao không chỉ bào. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắt trong dòng sanh tử luân hồi. Xuống diêm đình thấy tội hỡi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xá tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiện giống chi hưởng nay. Địa ngục cũng tại tâm làm quỷ,
về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Cảnh dương gian muôn thảm ngàn sầu, ngó ván vất đai lầu chẳng có. Sông với núi trước kia mắt ngõ, khi chết rồi thấy nó đắng nào. Ai biết đường hai sớm tâu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhoài. Chịu cay đắng tu hành mới giỏi, ta thương đời len loại xuống trần. Đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo chi Thích Ca ngày trước. Câu phu quỷ ngài không màng ước, chữ bồ đề như cõi ba tầm. Ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng, thì là được đỉnh chân diệu hòa. Lời thuyết pháp chẳng vì nhân ngã, người nào đâu có Phật tánh là. Xem cái này như ngọc như ngà, phải nay nở như cơn mưa thuần. Hạp mùa tiết giống kia bất luận, thải mọc mầm trổ lá mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Đạo di lý từ đây nhiều chỗ, phải lóc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phương thờ, thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta kể ngon ngành, khuyên lê thứ làm lành mà tranh. Cảnh niết bàn là nơi cứu cánh. Về chốn ni xa lãnh hồng trần, dầu không siêu cũng đánh về thần. Nhờ hai chữ trung quân ái quốc, chừng lập hội biết ai còn mất. Giờ chưa phân chưa biết chánh ta, ta vì vân sắc lĩnh ngọc tòa. Đền linh khứu sơn trung chịu màn, nền đạo đức ta bài quá càng. Mà dương gian còn gán danh từ, làm cho ta lỡ khóc lỡ cười. Khóc là khóc thương người ngu muội, thấy điên khùng làm như sắc ngùi. Chẳng tranh đương nó lại khinh khi, ngó về tay niệm chữ từ bi. Cười trần thế mê si thay qua, tranh với luận đặng dành cơm cả. Khuyến du người đặng kiếm bạc tiền, thấy chúng sanh ghét ngõ ganh hiền. Theo chế nhạo những người tu tình, tu không tu cũng không mời thình. Mắt tình ai trọng kính hay chê, thương lê dân còn mạng say mê. Chẳng tu tình cho rành sương nắng, thấy ta lại nói cay nói đắng. Đắng với cay ta cũng chẳng màng,
chừng trần gian kiên thấy phụng hoàng, xè cánh mua chào mừng Phật thanh. Thấy đạo lý chứ nào thấy tánh, còn ẩn nơi tim móc xác phàm. Ai biết tri việc phải cứ làm, sao mới biết ai phàm ai thanh. Đức lục tổ ít ai dám sanh, người dốt mà nói pháp quá rành. Lửa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gấp đau. Biết cổ tích cần chi phải thảo, chuyển qua rồi kể lại làm gì. Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Ta yêu chung viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ, nghe cản lời chớ có mở hồn. Tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo, cần gì thế nó hay kiêu ngạo. Các nhà sư hãy ráng sửa mình, nếu xuất gia ngủ dây gắn gìn. Tu chân chánh mới không hổ tiên, cả ngàn năm nhân tâm sao xiên. Sao tu hoài chẳng thấy ai thành, bởi chữ tu liền với chữ hành. Hành bất chánh người đời mới nói. Bị tăng chung quá ham chùa ngói, nên tới khuyên khắp chốn cũng làng. Phật nào ham tưởng cốt phết vàng, mà tăng tạo hao tiền ba tanh. Việc giả dối từ đây nên lành, bổn đạo ôi hãy ráng sửa mình. Cuộc dạy đời ta lâm công trình, làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Lời chân chánh trần hay bỏ liếp, mãi lo làm hung hiếp người hiền. Mà làm chữ ngọc để thêm phiền, muốn trần trị trần gian thảm thiết. Đức Phật tổ tâm ngài nhất quyết, tâu ngọc hoàng để Phật giải trần. Nên ra kinh cơ giảng nhiều lần, mà dưỡng thế chẳng cần xét đến. Xác trần tục như cây cảnh khến, làm hiền hoài ác phải tiêu mòn. Đeo với bào riết nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào rất tốt. Lũ giả dối thường hay thề thốt, nó chẳng kiên thần thánh là gì. Tâm kẻ hung làm chuyện cố ly, chẳng có sợ mang điều tối phước. Ghét những kẻ tu hành bốc xước, miệng kêu gào chuyển phước bể ngoài. Bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay câu xe. Thấy quyền quý nó ham giữa mé, đặng bờ bưng những kẻ hung sùng. Ta thương đời nói những chuyện cùng, mày chẳng có gì có dung kẻ quay. Cuộc sam hối vô chùa thường thấy, làm gián lừa biết mấy nhiêu lần. Thấy dương gian lường gạt thánh thần, mà chúa xót cho đời quân hà.
chữ tự hối nào ai có lạ, là ăn năn cải sửa tâm lành. Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, chớ nào dụng hương đăng trà quà. Làm chay đam tạo nhiều xá mà, bay về Tây nói những chuyện gì. Thấy chúng tăng làm chuyện quái kỳ, ta khuyên mày cũng không chịu bỏ. Lời chân chánh hình như nói xò, mà không không nào có biếm đời. Thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời, chớ nào có ngạo chí tăng chung. Coi tâm kể làm theo mới trúng, để lạc lầm lâm bớ tăng đồ. Định tâm thần như mặt nước hồ, suy với nghĩ, nghĩ suy đường lối. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà. Thì hiền lương quên mất điệu tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Việc đạo đức bất cần thôi thắng, chữ tu hiền ngay thẳng lẫn hồi. Thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thường lễ thứ tới hồi khổ nào. Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo, như dịch con diều dắt nhờ gà. Phải nghĩ suy cản lẽ mới là. Nay gặp gốc phải mau tìm gốc, để gặp Phật ngồi mà than khóc. Gỡ làm sao hết rối mà về. Mắt nhìn xem yêu quay bốn bề, bởi ác đức nên không ai cứu. Mang thủy ách hồi năm đinh sửu, đến năm nay tái lại một lần. Khổ ách này đắng thức tỉnh trần, rằng thiên định tuôn đời sắp hà. Trẻ nhỏ tuổi đời này lắng mà, bị văn minh cam dỗ loại người. Kể tử rài cười một khóc mười, kẹo chúng nó dễ ngươi Phật thanh. Đạo quỷ dương rất nhiều chi ngánh, khuyên dương trần sớm tránh mới màu. Để ngày sau đến việc thăm sầu, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Thuyền chúng nó thẳng buồm chảy lướt, lót ngoài khơi mới hết hò khoan. Tu mà ham cho được giàu sang, với quyền tước là tu dối thế. Nhớ thuở trước vua Lương Võ Đế, tạo chùa chiền khắp nước tu hành. Đến chừng sau ngã tử đại thành, Phật bất cứu vì tâm còn ác. Tu biết cách như đường biết đát, đường đát rành đắng giữa xe loan. Ai biết nghe thì sớm liệu toan, để đến việc như người thất nghiệp. Phải quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng mau chân mới kịp đảo màu. Sớm với chiều gắn chỉ nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương giữa cây. Chúng sanh thể như gà thất thể, phải nằm chờ tới nước bắt ra.
Thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ vương xuống thế. Nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ vương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết, làm đủ cách xuống lên tha thiết. Ở ngoài đường nó biết tên mình, tin cùng không thì cũng mắc tình. Chớ ta lắm công trình giải dầu, hồi thuở trước Thích Ca Phật tổ, ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài. Mà cũng không rúng động đặng ngày, nên cô oán phá đời mãi mày. Trong bốn đảo cùng là sư dạy, ráng bền lòng cho được hiền từ. Hết khổ lao thì đến vui cười, chừng đó mới phỉ tình nguyện ước. Bọn gái mới ra đường tha thước, bỏ hết trơn này nếp ông cha. Khác tánh tình người cổ nước ta, nên phải chịu đớn đau đủ cách. Trai với gái ráng coi sự sách, đứng trung thần với kẻ tiết trinh. Dọn bài trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lốt bề ngoài chẳng tốt. Dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt, khắp dương gian chưa đặng ba phần. Kể từ nay tiên Phật thánh thần, lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Đức Thượng Đế ngự đền ngọc khuyết, nhìn dương gian cũng luôn thở dài. Thì chúng sanh trao trĩa mắt mày, chớ chẳng chịu trao tâm trĩa tánh. Kẻ đôi khó người sáng hay lành, bước lại gần chê lũ tanh hôi. Cõi ta bà ta thấy hỡi ôi, sầu bá tanh quá nên kêu cách. Người tàn tật đuôi cùi đói rách, ít có ai để mắt nhìn vào. Chuộng những người dù giống sắc màu, cầu với mở ông thầy cô bác. Thì kẻ khó như rơm như rác. Ta quá rầu đài các văn minh, mấy ai mà giữ dạ sắc đình. Theo tông tổ của mình thuở trước, đầu với tóc áo quần lan mướt, chữ lanh khôn của quỷ của ma. Chớ nó không có giống người ta, mà với quỷ sanh người hung ác. Lo tập luyện những câu đờn hát, chớ chẳng lo dạy dỗ ngu khờ. Để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Ráng bắt chước làm theo Phật thánh, nếu thiệt người thì biết thương người. Thấy kẻ khờ quê dốt ngạo cười, nào có lấy lời chí chỉ bảo. Ta thương xót lo tầng lo tàu, chẳng thấy ai rễ thảo dâu hiền. Làm cho người thương cổ thêm phiền, rất đau xót cho nòi cho giống. Biết chừng nào được quy nhất thông, khắp quảng cầu dân biết
thương nhau. Nhắc ra thì giả ngọc đơn đau, không nhắc đến biết đâu dân sửa. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Khuyên niệm Phật than rằng không rành lúc bắt hồng mắt Việt cùng đi. Sấm vàng quyển thứ tư phần giác mê tâm kệ của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Lại nữa, cơm được chính ta nhờ có lừa, dân được vui nhờ lúc khai hoàng. Phật Như Lai cho phép khùng toàn, cho bốn đạo khắp nơi đặng biết. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhân hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oan. Việc hung ác hễ vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự oán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán tiêu tan mất hết. Chữ bạn tác dầu cho đến chết, cùng kêu sơn gắn chặt mới là bước ra đường ăn nói thiệt thà. Dầu khôn khéo cũng là giả dày, nếu tranh đương ắt ta bị hại. Thêm xa cơ lại bị xích xiềng, vì đời nay chúng nó dùng tiền. Ít ai dùng chữ nhân chữ nghĩa, theo học đạo mặt ai mai mìa. Ta cũng đừng gây gỗ với người, được mấy điều thì đáng giáng mười. Thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc tại mày. Thuận với hòa hay ghét với rầy, cũng cái lưỡi làm thầy các việc. Phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt, lấy tâm thần làm chủ mới màu. Cũng chẳng nên theo tánh võ hầu, thấy chẳng nói mà nhân mà nhường. Hãy liệu sức chớ nên nói bướng, dầu biết chi liệu lượng mà làm. Điên khùng này chẳng có nói xàm, nói những chuyện từ bi bác ai. Nếu bổn đạo còn ai làm sai, coi kể này mình sửa lấy mình. Ta không tranh mà cũng không kình, cho ba tánh dèm pha thỏa chi. Ai làm phước in ra mà thí, thì được nhiều hạnh phúc sau này. Chốn non xanh dãi dỗ cau cày, xuống trần thế ra tay dắt chung. Tới với ta chớ đem đồ cung, chỉ đem theo hai chữ thành lòng.
chẳng có cần trà quả hương nồng, mộng sanh chúng từ lòng hối ngộ. Kẻ xa xuôi có lòng ái mộ, xem cái này tu tịnh tại nhà. Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc. Chai bông bữa ấy là quy tắc, của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Con Phật thì chẳng có khôn lanh, đời văn vật khôn ma khôn quỷ. Lỗ trang sức kim thời quê Mỹ, rồi phủ phàng tục cổ nước nhà. Trong tâm thì chứa chữ gian tà, chớ chẳng chứa tấm lòng bác ai. Học chữ nghĩa cho thông cho thầy, đặng xuê xoan đại các xe tàu. Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, trong tâm ý mưu mô đủ kế. Ta còn mắt phiêu lưu dương thế, giáo lục châu đặng cứu ba gia. Mắt tình ai xem kệ ngâm nga, hai sửa đổi tùy lòng hữu hỷ. Thương sanh chung tỏ bài quá kỳ, hỡi dương trần nên sớm quẩy đầu. Đằng sau xem Phật Pháp nhiễm màu, với bao quý đại lầu tươi tốt. Sắc ta vốn là người quê dốt, nên mở mang chưa được mấy rành. Khắp dương gian như sợi chỉ mành, niềm mong bổn đạo tâm thành trở lại. Dẫu cực khổ thân này chẳng này, chẳng cần ai bái lại khấn cầu. Bỏ dị đoan mới thấy đau màu, bớt giả dối gặp người thương cô. Gốc thuở trước của tâm của tổ, đâu có bài dối mỹ như vậy. Những sấm truyền xưa của Phật Thầy, dân ráng kiếm mà tri thì biết. Xưa để lại nhiều câu thảm thiết, mà nào ai có biết để lòng. Chuyện thiên cơ nói rất não nồng, câu hữu lý ba tầm khó sanh. Chốn tụ hội chớ nên leo hành, vì lời xưa có dẫn rạch rồi. Dân chứ nên phụ bạc giống nòi, mà lao lý tầm thân vô ích. Phải nhẫn nhục chờ người cổ tích, Phật và trời phân định cho ta. Người xưa tuy ít chữ nôm na, chớ chân chất người ta ngay thẳng. Dạy bổn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao vì sắp rốt đời. Đấng nam nhi ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chi. Ta ra sức viết câu huyền bi, chúng dân ôi ráng kim ráng tầm. Giống thú kia là loại sanh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức. Thú vật biết tu hành nao nức, còn người sao chẳng rứt hồng trần. Việc
tu hành phải vẹn nghĩa ân kinh với sấm chúng dân thường thay. Chữ bát chánh rõ ràng trong giấy là chân truyền của Phật Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra cho dân biết mục đầu chánh kiến. Trí linh mẫn nhìn xem các chuyện phải đừng cho lầm lạc nẻo tà. Dẫu việc người hay việc của ta nên phán đoán cho tường cho tầng. Tội với phước xét coi nhiều bằng mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Chánh tư duy mục ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, cũng tưởng đều trung chánh mới màu. Việc vui sai mèo mã đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục từ. Câu chánh nghiệp cũng là quá bự, dầu ngày chỉ làm việc ngay đường. Ta đừng nên theo kẻ bất lương, học ngón xảo để lừa đồng loài. Chánh tinh tân dầu thành hay bài, cứ một đường tín ngưỡng của mình. Dù cho ai phá rối đức tin, ta cùng cứ một đường đi tới. Mục chánh mạng chúng sanh ơi hời, cho hồn linh cai quản châu thân. Lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần, mới có thể mong về cực lạc. Câu chánh ngữ lòng son ghi tạc, tiếng luận bàn ngay ngăn tỏ tường. Nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc trao chát ấy là nguồn cội, lời xảo ngôn do đó mà ra. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, câu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dân chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy có. Một chánh định thiệt là rất khó, giữ tấm lòng bất động như như. Cho hồn linh yên lặng an cư, thì mới được hoàn nguyên phản bồn. Tà với chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lấp lừa. Tứ diệu đề ai có mến ưa, thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chữ tập đề nay đã mở cửa, để đem vào khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật Thánh. Về thượng giai cõi tiên mới bành, đến diệt đề trừ vật dục xưa. Cõi hỏng trần các việc mến ưa, sự giả tạm ta nên rứt bỏ. Muôn tâm tánh ngày kia sáng tỏ, thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn. Lòng dục tu thì phải thiết
hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hẹp lường, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Thấy một đàn thẳng bằng mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Mùi đau diệu chúng dân rang kim, trễ thời kỳ khó gặp đặng ta. Rồi hành luôn bác nhận mới là, thì muốn viết đều an ba tuế. Chữ thứ nhất nhận năng sự thề, là người hiền khó kim trên đời. Lập thân danh từng trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhận giấy trì tâm trong trèo, khuyên dương trần giữ phận làm đầu. Nhận hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới đều hòa ý hì. Nhận phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận sướng tùy chồng vợ nhìn nhau. Nhìn xóm chòm cô bác mới cao, nhận tâm nó ngày ngày an lạc. Nhìn tất cả những người tuổi tác, nhận tánh lành yên tĩnh dài lâu. Giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Chữ nhận đức kể ra luôn thầy, thì trong đời vạn sự bình an. Chữ nhận thành bao quy hiện vang, khắp ba tánh được câu hòa nhà. Câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân rang tranh kẹo lắm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chầu, dùng phép màu lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cảm bẫy khó mong sống sót. Ta chẳng phải dùng lời chuốc ngót, mà làm cho dân chúng say mê. Nếu chánh tà biến luận nhiều bề, cho ba tánh tìm nơi cội gốc. Lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thở khéo sơn gia. Thì sau này đến lúc phong ba, dòng gió lớn cột kèo khỏi gài. Thì sanh chung nhiều người khờ dại, chẳng biết gìn phong quá lễ nghi. Nên ta đem đạo đức duy trì, gìn tục cổ để người chẳng rò. Còn chấm chạp đạo màu chưa tỏ, như rừng quang mới dọn một đường. Tơ với thầy nào quản thân lương, muốn cứu thế xã chi bùng trình. Thương quá sức nên ta bệnh rình, quyết đổ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tân, thì ta chẳng an vui cực lạc. Dạy bổn đạo lấy lời đích xác, mà chẳng tu là bởi không ưa. Chớ nước sâu mà bị gầu thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết. Nên phải tạm mượn cái ngòi biết,
đem đảo màu như hạn cho mưa. Đặng tô trần tâm ý người xưa, chữ thầm thâm trong kinh Phật giáo. Nền chân ly chúng chế rằng lão, mà nào ta có lợi dụng ai. Trong ba gia nhiều ít lòng chay, để giữ trọn trong nền Phật Pháp. Dình giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lũng cũng là trì chi. Chờ thiên địa châu nhi phục thị, như đời xưa có gã tử phòng. Xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tối thiểu mà an ba tăng. Đời vật chất văn minh tranh cành, chữ lợi quyền giật giết lẫn nhau. Đóng lòng hiền chư Phật đớn đau, cho kinh sấm dạy răng trần thế. Nhìn thấy chuyện gạo châu củi quê, nghèo bát vàng đạo đức cũng nghèo. Ta xuống trần nhầm lúc nạn eo, nên phải bị kẻ hung khinh bì. Vì bác ấy nên thân cuồng sĩ, phải chịu điều khổ hạnh sâu xa. Mong cho đời gặp lúc khải ca, trong bốn biển thái bình mới toài. Phật tiên thánh lòng nhân hà hài, những ước ao thế giới hòa bình. Nên khuyên đời truyền bá sự kinh, cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Vào đổi bản khinh khi kẻ rách, là những câu trong sách Minh Tâm. Tánh kẻ sang đổi vỡ nào lầm, mày thanh nhân để nhiều câu hữu lý. Có mấy kẻ ăn năn xét kỳ, mãi ý tài chế bướng chế càng. Thì ngày sau đừng có trách than, những tội lỗi của mình tạo lấy, bị hao thẳng giết người không thầy. Rồi mãn lo dèm xỉm nhiều lời, vì vậy nên tình nghĩa xe lơi. Đâu gần gũi mà tường diễu ly, trong lục tình ai là người tri. Máu thức thời tìm đau nhiệm sâu, khuyên dân đừng chia áo rẻ bâu. Phải hợp tác gieo trồng giống quý, coi rồi phải thân mình tự trị. Chẳng đổ xong Phật khó dắt diều, thả thuyền từ bên giác nâng niu. Kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống, việc trải qua như mây gió cuông. Nhìn cuộc đời ngày tháng thoái đưa, trời sáng ra kể lại thấy trưa. Năm cũ đó rồi qua năm mới, 12 tháng mà còn mau tới. Thì tuôn đời cũng chống đổi thay, chữ phù dân phú quý nay mai. Luân di chuyển dời qua đổi lại, cõi ta bà mấy ai tồn tại. Sống dư trăm như tuổi lão bành, đời hạ quân hay chết tuổi xanh. Như thuở trước nhan hồi còn trẻ,